Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport ngày 28 tháng 10 năm 2022. Đã có câu lạc bộ trả huấn luyện viên Park mức lương cực khủng và huấn luyện viên nước ngoài phải ao ước được như đội tuyển nữ Việt Nam. Hai đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup từ bỏ lợi thế lớn là những tin tức rất đáng chú ý mà bạn không thể bỏ lỡ. Trước khi đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để là những người nhận thông báo sớm nhất mỗi khi bản tin của chúng tôi lên sóng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung ấn tượng về sân bãi ở New Zealand chuẩn bị cho World Cup. Huấn luyện viên Mai Đức Chung rất yên tâm sau chuyến khảo sát các sân thi đấu và tập luyện của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết FIFA World Cup 2023. Chia sẻ sau chuyến khảo sát tại New Zealand, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, FIFA và ban tổ chức hai nước đông chủ nhà đã chuẩn bị vô cùng chu đáo và cẩn thận nhằm đem đến điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển tới thi đấu tại đây. Đồng thời, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng bày tỏ sự tự hào khi được thi đấu tại đấu trường danh giá lớn nhất hành tinh cho môn bóng đá nữ và sự có mặt của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ bóng đá nữ thế giới. Dù vẫn đang trong quá trình cải tạo và tu sửa, nhưng hầu hết các sân thi đấu, sân tập tại New Zealand đều được kỳ vọng sẽ đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Chúng tôi được đi khảo sát tất cả các nơi mà đội tuyển nữ sẽ thi đấu tại FIFA World Cup nữ 2023 và tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng. Trước đây, tuyển nữ Việt Nam đa phần đều thi đấu ở trong châu lục. Điều kiện chưa thể được như tại đấu trường thế giới. Sự chuẩn bị của FIFA và ban tổ chức rất chu đáo, cẩn thận. Điều kiện sân tập và thi đấu rất tuyệt vời. Từ phía ngoài quan sát, chúng tôi có thiện cảm rất tốt. Đến khi vào bên trong, từ phòng thay đồ, phòng y tế, khu vực khởi động đều đầy đủ trang thiết bị, mặt sân đẹp, đủ tiêu chuẩn. Sân tập luyện cũng có chất lượng tốt, phù hợp ngay cả khi gặp trời mưa. Đối với cơ sở vật chất tại các địa điểm đóng quân, huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện sự hài lòng. Các khách sạn đều từ 3 hoặc 4 sao trở lên, phòng ăn, phòng tập luyện và trị liệu cho các bác sĩ rất đầy đủ, ông Chung chia sẻ. Tuy nhiên, người thầy của các cô gái kim cương vẫn có một vài điều lo lắng về thời tiết tại đây và khẩu phần ăn của các cầu thủ. Ông Chung nói, thời điểm thi đấu là tháng 7, mùa đông tại New Zealand không chỉ lạnh mà còn có gió lớn. Đây sẽ là khó khăn lớn cho vận động viên khi chúng ta đến từ vùng nhiệt đới. Chúng ta cần tập luyện và có đủ trang thiết bị giữ ấm cho vận động viên trước khi tập luyện và thi đấu. Về dinh dưỡng, chúng ta cần bổ sung các thức ăn đầy đủ để tăng cường sức mạnh thể lực. Tôi hy vọng các cầu thủ đã từng thi đấu tại nhiều quốc gia, khu vực sẽ dần thích nghi với thức ăn tại đây để đủ sức thi đấu. Huấn luyện viên Philippines ao ước được như tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Việc đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu rất nặng tại World Cup 2023 lại trở thành niềm ao ước đối với các đội bóng trong khu vực bởi không dễ gì được đụng độ với các đội bóng hàng đầu thế giới. Cụ thể, tại vòng bảng World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội Mỹ, Hà Lan và đội thắng trong loạt playoff ở nhóm A. Trong số này, đội Mỹ là đương kim vô địch thế giới, còn Hà Lan là đương kim Á quân. Trước các đối thủ này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xem như không có cơ hội đi tiếp, nhưng giới chuyên môn trong khu vực lại cho rằng đấy là điều may mắn. Theo quan điểm của những người làm chuyên môn, đằng nào các đội bóng đến từ Đông Nam Á cũng bị xếp vào hàng những đội bóng yếu nhất giải, cơ hội đi tiếp ở đấu trường World Cup hầu như không có. Nên với các đội bóng Đông Nam Á, gặp đối thủ càng mạnh càng tốt vì không còn dịp nào khác để gặp các đội bóng này nếu như đây không phải đấu trường World Cup. Huấn luyện viên Alan Stysik, người Australia của đội tuyển nữ Philippines nói, chúng tôi chỉ thuộc nhóm hạt giống thấp, vì vậy bất kỳ bảng đấu nào đối với Philippines cũng là bảng đấu nặng. Ở bất kỳ bảng đấu nào, Philippines cũng phải đối đầu với các đối thủ có thứ hạng cao hơn chúng tôi. Thành ra, tôi hơi thất vọng khi Philippines không được đụng độ Mỹ, Đức hay Pháp, vì đằng nào cũng phải gặp những đối thủ mạnh hơn. Huấn luyện viên Alan Stysik nói thêm, Philippines cũng là đội bóng Đông Nam Á giành quyền góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2023. Họ nằm cùng bảng đấu với đội chủ nhà New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ. Ngay cả huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đánh giá cao bảng đấu của mình. Chúng tôi rơi vào bảng đấu rất tốt, chắc chắn bóng đá nữ Việt Nam không có nhiều tiền để mời các đội mạnh như Mỹ, Hà Lan thi đấu nếu không có dịp dự World Cup cùng họ. Đấy là các đội bóng hàng đầu thế giới. Tôi rất phấn khích vì chuẩn bị được đối đầu với các đối thủ mạnh như thế. Đây là dịp để cầu thủ nữ Việt Nam tiến bộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối mức lương khủng của đội bóng Trung Quốc. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo được các đội bóng châu lục quan tâm đặc biệt. Một câu lạc bộ của Trung Quốc sẵn sàng trả mức lương rất cao để chiêu mộ huấn luyện viên người Hàn Quốc. Hợp đồng của ông Park Hang-seo và VFF kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Như vậy, AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian qua, tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người. Trước mắt, ông Park sẽ trở về quê nhà Hàn Quốc để dành thời gian bên gia đình sau 5 năm làm việc tại Việt Nam. Còn trong tương lai, vị chiến lược gia sinh năm 1957 muốn thành lập một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mang tên mình. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng huấn luyện viên Park sẽ tiếp tục làm nghề cầm quân. Sau những gì đã cùng đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn ở sân chơi châu lục và khu vực, cái tên Park Hang-seo lọt vào tầm ngắm của rất nhiều đội bóng, trong đó có cả những đại gia của Trung Quốc. Trong chia sẻ mới đây của ông bầu Đoàn Nguyên Đức, huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ mình đã được một câu lạc bộ tại Trung Quốc mời với mức lương 3 triệu USD trên năm. Cùng với đó, ông nhận được lời đề nghị từ hai đội tuyển Đông Nam Á cũng như đánh tiếng từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Thời gian qua, báo chí Trung Quốc nói rất nhiều về việc huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam và mong muốn ông Park sang đất nước hơn 1 tỷ dân để làm việc. Mức lương của huấn luyện viên Park Hang-seo với VFF vào khoảng 50.000 USD trên tháng.
Như vậy nếu sang Trung Quốc làm việc, ông Park sẽ nhận được mức lương cao gần gấp 6 lần hiện tại. Đây thực sự là một lời mời hấp dẫn. Dù vậy, quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là không dẫn dắt thêm đội bóng nào và dành thời gian cho gia đình. Chiến lược gia Hàn Quốc hỏi ý kiến Bầu Đức về việc này và ông nhận được lời khuyên chân thành của ông bầu Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức nói: "Dừng lại đúng lúc là tốt nhất, không ai có thể làm mãi. Anh nghỉ và sau này có thể giúp tôi xây dựng lại học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và anh có thể giúp nhiều học viện khác ở Việt Nam. Đó là cách tốt nhất." Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 22 V-League 2022 căng như dây đàn. Vòng 22 V-League 2022 trở lại vào ngày hôm nay và 30 tháng 10 với những cặp đấu hứa hẹn gay cấn, hấp dẫn ở cuộc tranh ngôi vô địch lẫn trụ hạng. Ngày hôm nay diễn ra 3 trận đấu: Thanh Hóa gặp Thành phố Hồ Chí Minh 17 giờ sân Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai gặp Bình Định 18 giờ sân Pleiku, Sài Gòn FC gặp Hải Phòng 19 giờ 15 sân Thống Nhất. Câu lạc bộ Thanh Hóa 27 điểm, hạng 5, an toàn trụ hạng và tham vọng top 5 Trung Quốc là có doping tiền thưởng 1 tỷ đồng nếu thắng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm, hạng 13/13. Trong khi đó câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không còn đường lui, phải giành giật từng điểm để đua tranh trụ hạng. Trên sân Pleiku, câu lạc bộ Bình Định 36 điểm, hạng 3, tham vọng giành chiến thắng để tiếp tục trụ vững trong top 3 và đua tranh ngôi vô địch với Hà Nội FC 40 điểm, Hải Phòng 38 điểm. Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng. Đoàn quân của huấn luyện viên Kẻ Tỷ Sắc đã không biết mùi chiến thắng sau 9 trận đấu liên tiếp tại V-League 2022. Con số này thậm chí có thể nâng lên thành 10 nếu như Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục không thể thắng trên sân nhà Pleiku. Ở trận đấu còn lại trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC 19 điểm, hạng 11/13, vùng vẫy trong cuộc đua trụ hạng. Thách thức lớn cho thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương khi chạm trán với Hải Phòng vốn đang hưng phấn sau chiến thắng trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước. Ngày 30 tháng 10 diễn ra 3 cặp đấu còn lại giữa Bình Dương gặp Nam Định 17 giờ sân Bình Dương, Hà Tĩnh gặp Viettel 18 giờ sân Hà Tĩnh, Hà Nội FC gặp Đà Nẵng 19:15 sân Hàng Đẫy. Nam Định 19 điểm, hạng 10/13, buộc phải dốc toàn lực khi chạm trán Bình Dương 24 điểm, hạng 7. Với Tiến Linh và các đồng đội, chạm trán với Nam Định không quá mạnh là cơ hội để họ giành 3 điểm an tâm trụ hạng. Trong khi đó, Hà Tĩnh 18 điểm, hạng 12/13, gặp khó khi chạm trán với đối thủ vượt trội là Viettel FC 33 điểm, hạng 4. Nếu chơi đúng thực lực, Viettel hoàn toàn có thể giành chiến thắng để đeo bám ở top đầu. Ở trận đấu cuối vòng 22, Hà Nội FC với lợi thế sân nhà hứa hẹn giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Một thông tin đáng chú ý khác: đối thủ của đội tuyển Việt Nam từ bỏ lợi thế lớn tại AFF Cup. Bukit Jalil nằm ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, là sân vận động có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á. Khi cần, sân bóng này có thể chứa hơn 100.000 khán giả, tạo nên áp lực khủng khiếp cho các đội khách. Mặc dù vậy, mới đây Liên đoàn bóng đá Malaysia tiết lộ họ sẽ chọn một địa điểm khác để tổ chức các trận đấu tại AFF Cup 2022. Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman trả lời truyền thông Malaysia cho biết: "Nếu về mặt sức chứa thì đấu tại Bukit Jalil là tốt nhất, nhưng hiện chúng tôi phải tính đến chất lượng mặt sân và độ an toàn nên muốn tìm một sân thi đấu khác. Tôi từng hẹn thứ 3 vừa rồi sẽ có câu trả lời về địa điểm mới, nhưng có lẽ cho phép tôi được hẹn đến thứ 7 ngày 29 tháng 10 tới đây. Chúng tôi sẽ thông báo." Tin tức vừa rồi cũng khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.